nhận định bóng đá Chelsea với cửa hàng 23.3 đội trước thành công của trận đấu tại vòng 34 Premier League. Chuyên gia nhận định Chelsea với Fulham là cặp đấu không ngang tài ngang sức khi cả hai đội cách nhau 14 bậc trên bảng xếp hạng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Gần đây ở đấu trường quốc đội, thống kê cho thấy hàng công của Vinh đã thi đấu kém hiệu quả với 3 bàn thắng. Trong khi đó, tiền vệ lại thể hiện những mặt trái xuất sắc với tỷ lệ chuyền bóng. Hiện tại, Vinh đang phải chịu trọng trách để bảo vệ